Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến kênh Hoa Kiển Hùng Thi, có số hotline 0918708965 và có địa chỉ 36 đường DT848, khóm Sở Nhiên, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay Hoa Kiển Hùng chúng em giới thiệu cho các bạn là chai hồng phấn lá nhỏ mà cơ sở Hoa Kiển Hùng chúng em đang cung cấp cho thị trường. Trên màn hình các bạn là chai hồng phấn lá nhỏ mà chúng em đang cung cấp cho thị trường. Bên em có cung cấp sỉ và lẻ, giao hàng toàn quốc cho anh chị và các bạn luôn. Anh chị và các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ nhanh qua số hotline 0918 708 965 hoặc để lại số điện thoại bên dưới. Bên em sẽ có nhân viên trực tiếp gọi lại, hỗ trợ báo giá, tư vấn về các hình thức thanh toán và vận chuyển cho các bạn và anh chị luôn. Đây, chai hồng phấn lá nhỏ bên em đang ra hoa rất là đẹp. Một chậu như vậy đang ra hoa rất là sai. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay qua số hotline 0918 708 965. Cơ sở Hoa Kiển của chúng em nhận cung cấp tất cả các loại cây cảnh và hoa kiển các loại như là cây nội thất, cây văn phòng, cây phong thủy. Bên em còn cung cấp tất cả các loại cây công trình như là cây xanh đô thị, cây che bóng mát. Thì ngoài ra, cơ sở Hoa Kiển của chúng em còn cung cấp cỏ thảm như là cỏ nhâm nhật, cỏ lá gừng, cỏ đậu phộng và cỏ xiên chi. Anh chị nào có nhu cầu mua hoa kiển các loại về trồng hoặc cung cấp lại cho thị trường với số lượng lớn thì liên hệ qua số hotline 0918 708 965 hoặc để lại số điện thoại bên dưới để có nhân viên trực tiếp hỗ trợ báo giá và tư vấn về các hình thức thanh toán vận chuyển cho các chị bạn luôn. Anh chị và các bạn có nhu cầu tham khảo thêm các loại hoa kiển khác thì lên kênh YouTube Hoa Kiển Hùng Thi Vlog bên em, tham khảo những video bên em đã đăng. Anh chị và các bạn có nhu cầu mua hoa kiển nào thì cứ liên hệ ngay qua số hotline 0918 708 965.